어떻게 공연이 꼭 떨어지지? 와, 대박. 대박, 대박. 와. Đấy. Bên nói rủi ro nó dễ bị bay ra ngoài đúng không? Một điểm bay nổi. Tao tin bạn. Chết rồi. Kiểu này dễ ngày mai. Em đã lập tin vào đây đi. Dễ là ngày mai nhiều công ty nghỉ lắm. Đây là Đức Trinh. Trinh chị sẽ hát à? Trinh ơi, cố lên em, Trinh sẽ hát. Trinh kia là con gái rồi anh. Ôi vào đi em, em ơi. Vào đây đâu. Vào này. Em ơi, chắc là vào này. Lâu lâu này, chết rồi. Vào. Vào. Trinh. 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 Trinh. Vào. 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 Trinh. À, xin gọi đi xin gọi. Ôi ơi, mắt đắm chứa trắng trong lòng.